Chào các bác đam mê bẫy chim đêm. Thì ngoài bán lưới ra thì bên shop còn bán đầy đủ các loại phụ kiện để bẫy chim đêm. Thì hôm nay một cái video ngắn giới thiệu về những cái dòng loa bát nhôm. Bác nào mà đánh những cái dòng chim mà nó theo tiếng bát ấy thì các bác lên tham khảo cái dòng loa bát nhôm. Thì hiện tại bên shop đang có hai cái dòng loa bát nhôm, một là dòng 5W, hai là dòng 12,5W các bác nhá. Bác nào đang xem video của em mà muốn tham khảo lưới cũng như là phụ kiện loa đài thì hãy để lại số điện thoại hoặc là comment bên dưới video. Bên shop có nhân viên tư vấn hỗ trợ các bác trực tiếp. Và các bác muốn xem hàng trực tiếp thì hãy kết bạn với cái số Zalo em để dưới góc màn hình. Giờ thì em sẽ đi chi tiết hai cái dòng bát nhôm để các bác cùng theo dõi các bác nhé. Thì hàng này là xuất xứ của nó là hàng Trung Quốc các bác nhé. Đây là hai mẫu bát nhôm mà bên shop đang bán này. Đây là cái mẫu thì bán từ năm ngoái, mẫu 5W các bác nhé. Mẫu bán từ năm ngoái, còn đây là cái dòng mới của năm nay các bác này. Hai cái thì về cái hình thức của nó thì nó cái dòng 5W nó sẽ nhỏ, rất là nhỏ các bác nhá, so với dòng 12.5. Còn cái cấu tạo về cái ngoại hình của nó thì tương đối là giống nhau, tương đối là giống nhau. Đối với cái vỏ của nó thì làm bằng nhôm các bác nhá, nhôm được ép nguyên khối. Đối với dòng này thì các bác đánh trời mưa trời nắng thì yên tâm hơn một chút so với những cái dòng tép kèn. Em sẽ quay xa để các bác so sánh, các bác ương lượng xem cái độ to nhỏ của nó. Thì đối với cái dòng 12.5 này thì bên shop cũng đã test thử âm thanh rồi. Tiếng của nó thì rất là to, độ phóng rất xa. Đấy, xa hơn gấp 3 lần so với dòng 5W các bác nhé. Đấy. Giá thành của nó thì cũng rất là êm thôi các bạn. Để mà sở hữu được một cặp loa bát nhôm 12.5 này thì nó cũng rất là rẻ thôi, rất là rẻ. Đối với những cái con mắt đỏ mắt xéo ấy thì các bác nên sử dụng những cái dòng loa bát như thế này để đánh được nó theo các bác nhé, đánh được nó hiệu quả. Hình thức thì các bác xem ạ, rất là giống nhau các bác nhé. Còn 12.5 này thì nó to hơn một chút. Đấy, về ngoại hình của nó như này các bác nhé. Còn bên trong này thì bên shop đã kiểm tra lại các màng côn thì của nó rất là đảm bảo. Và một cái điều nữa là độ liền khối của nó rất là cao. Nó liền khối như thế này thì đánh nắng mưa nó sẽ đảm bảo hơn so với những cái dòng check kèn kia các bác nhé. Toàn bộ là nhôm nguyên khối, cầm thì nó rất là nhẹ thôi nhưng mà cái công suất để đẩy xa thì nó rất là xa và cái độ rộng của nó cũng rất là cao các bác nhé. Độ rộng của nó rất là cao. Đây là cái dòng 5W các bác nhé, 5W 8 ohm, và đây là cái dòng 12W cũng 8 ohm. Và sau đây thì em cũng mở một cái file tiếng để đấu vào để các bác cùng tham khảo về cái chất lượng âm thanh của những cái cặp bát nhôm này. Đối với mỗi cái cặp bát nhôm này thì khi mà gửi cho khách ấy, là bên shop đã test thử âm thanh đạt chuẩn, tiếng không bị rè, không bị nhòe và nó phải được đi rất là xa. Đấy. Thì bên shop sẽ gửi hàng cho khách. Và mọi cái sản phẩm mà bên shop bán ra ngoài thị trường thì các bác đều được kiểm tra trước khi thanh toán các bác nhé. Được quyền kiểm tra nên là các bác nhận hàng các bác cứ kiểm tra đầy đủ về số lượng, về chất lượng các bác nhận cho em. Đây là một cái file mắt đỏ mà em đã đậu sẵn ở đây rồi. Đấy, đấy là tiếng phát ra từ con 12.5 8 ohm các bác nhé. Còn đây là cái dòng 5W 8 ohm. Đấy, tiếng thì nó rất là vang, rất là xa và một điều đặc biệt là nó rất là trong. Ví dụ như khi mà các bác mở 50% ấy, 50% ấy thì hai cái dòng loa này là nó tương đương nhau. Nhưng mà về công suất lớn ấy, các bác mở 60-70% của volume ấy, thì cái dòng 12W 12.5W này nó sẽ nổi trội, nó sẽ vượt trội hơn các bác nhá. Vượt trội hơn về cả về độ vang, độ xa. Đấy, bác nào mà đang tham khảo những cái phụ kiện đánh chim đêm ấy, mà muốn sở hữu những cái dòng loa bát nhôm ấy thì hãy tham khảo hai cái dòng này các bác nhá. Hai cái dòng, một là 5W 8 ohm và hai là 12W 12.5W 8 ohm các bác nhá. Thì ngoài bán những cái phụ kiện đánh chim như loa âm ly ra thì bên shop còn bán thêm cả lưới đánh chim. Thì tiện đề thì em cũng giới thiệu các bác những cái âm ly mà bên nhà em
đang bán nhá. Đây là cái dòng âm ly 263B này các bạn này. Cũng rất là nhiều video em giới thiệu rồi. Cái dòng này thì cái độ bền của nó thì rất là cao và âm thanh nó ra tiếng rất là chắc và chuẩn các bác nhá. Đặc biệt là công suất mỗi cửa của nó là 300W này các bạn này. Các bác có thể kéo một cửa 4-5 cái loa thoải mái. Đánh chim đêm thì sử dụng dòng này là rất là ok các bác nhá. Một cái video giới thiệu sản phẩm đến đây là hết. Bác nào mà tham khảo các phụ kiện đánh chim đêm cũng như là loa đài thì hãy để lại số điện thoại và comment bên dưới video. Video ngắn giới thiệu sản phẩm đến đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo.